Những màn hóa trang rùng rợn không muốn nhìn lại của sao Việt, không chỉ vào dịp Halloween. Trong khi đảm nhận những vai diễn, nhiều sao Việt đã có màn hóa trang khiến công chúng khi nhìn phải sợn gai ốc. Trương Quỳnh Anh, vào đầu năm 2017, Trương Quỳnh Anh khiến mọi người bất ngờ với vẻ ngoài của cô trong bộ phim Hình Nhân. Theo đó, trong bộ phim này có cảnh Trương Quỳnh Anh vào vai một oan hồn bị chết vì tình. Để có được một gương mặt khủng khiếp này, trong những ngày quay cảnh, nữ diễn viên và ekip phải mất hơn 2 tiếng rưỡi để hóa trang. Nữ diễn viên dí dỏm cho biết, cảnh này là nhân vật do tôi đóng bị chết vì tình. Tôi từng đóng vai ma rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được hóa trang kỹ lưỡng đến vậy. Từng vết thương trên gương mặt được chuẩn bị chi tiết đến từng mạch máu, vân máu bên dưới. Điều này đã mang đến cho tôi cảm giác thú vị. Trương Quỳnh Anh chia sẻ thêm, khi quay cảnh này cô rất hồi hộp vì ngoài đời cô hay sợ ma. Bình thường vào bệnh viện đã sợ rồi, mà giờ lại quay đúng nơi mình sợ nhất trong bệnh viện nữa, đó chính là nhà xác. Đinh Ngọc Diệp, trong phim Bóng Ma Học Đường được ra rạp vào năm 2010, Đinh Ngọc Diệp luôn xuất hiện với bộ dạng dữ tợn, đôi môi tím đen và bộ mặt hầm hố, sẵn sàng trong tư thế hù dọa những ai yếu vía. Nữ diễn viên chia sẻ cô vốn nổi tiếng cực kỳ nhát chết, nhưng vẫn rất mê phim ma, nên khi được chính đạo diễn mời tham gia diễn xuất, cô cảm thấy rất hào hứng với vai diễn mới lạ này. Đinh Ngọc Diệp vào vai Thanh Mai, một hồn ma chuyên dọa kẻ yếu. Bà xã Victor Vũ từng hớn hở khoe, được cái Diệp không sợ là mình xấu và lúc nào cũng máu với vai diễn, thế là make up thật đậm, tô môi thật đen, kẻ mắt cũng đen tuyền. Diễn xuất làm quá lên, có vậy mới lột tả được hết cái thần của ma hung dữ này. Hoài Linh, vào khoảng giữa năm 2016, Hoài Linh làm khán giả bất ngờ với tạo hình nhân vật hoàn toàn khác lạ từ trước đến nay trong bộ phim Mặt Nạ Máu. Gương mặt của Hoài Linh được hóa trang cầu kỳ để tạo nên một nét sắc lạnh rùng rợn mà ai cũng phải hoảng hốt khi lần đầu nhìn thấy. Hoài Linh trong quá trình hóa trang nhân vật. Được biết để bộ phim có những cảnh quay chân thật nhất, Hoài Linh đã tự đóng những cảnh nguy hiểm. Không cần nhờ người đóng thay, dù sức khỏe không tốt nhưng nam danh hài vẫn đồng ý thực hiện những cảnh quay khó trong nhiều tiếng đồng hồ để ekip đoàn phim thử nghiệm những góc máy quay đẹp nhất và tạo nên được những khúc phim kinh dị nhất. Lê Khánh, tạo hình của nhân vật Tú Lan trong bộ phim Bóng Tối Rực Rỡ mà Lê Khánh đảm nhiệm là một cô gái bị chính mẹ đẻ của mình tạt axit, khiến một nửa khuôn mặt bị biến dạng và bỏng một bên mắt. Tạo hình cho nhân vật đã giúp cho Lê Khánh có một ấn tượng sâu sắc, khiến khán giả nhớ đến cô. Nữ diễn viên không ngại hóa trang gương mặt thật tàn tạ cho nhân vật mà mình đảm trách. Nhờ đó mà cô gia nhập thêm vào kho tàng nhân vật của mình một hình tượng hoàn toàn khác lạ. Trang Khang, khi tham gia vào bộ phim điện ảnh Biết Chết Liền, dù không đảm nhận vai chính và không được quảng cáo rầm rộ như các diễn viên khác, nhưng sự xuất hiện của Trang Khang lại gây ấn tượng mạnh với người xem. Bởi lẽ tạo hình ghê rợn của Trang Khang và những tình huống trắc trở của cô trong phim đã đem lại tính tò mò cao cho công chúng. Không còn vẻ lộng lẫy gợi cảm nhưng khi sải bước trên sàn diễn, trong phim cô chấp nhận hóa trang xấu xí ma mị để thể hiện nhân vật của mình thật trọn vẹn. Bên cạnh đó, Trang Khang đã phải tự mình tập luyện thể lực bền bỉ, treo ngược mình lên xà, trang điểm theo phong cách rùng rợn cho gương mặt. Cô cũng chính là người phải chịu những cảnh quay đau đớn nhất trong bộ phim. Ellie Trần cùng xuất hiện với Đinh Ngọc Diệp trong Bóng Ma Học Đường. Ellie Trần hóa thân thành một hồn ma nữ sinh với nhiều khả năng biến hóa. Lúc bình thường sẽ mang một hình ảnh ghê rợn, lúc giận dữ đôi mắt đỏ và long lên sòng sọc. Lợi hại hơn là trong phim, khi sắp đi giết người, Ellie Trần lại hóa thân thành cô thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm để đưa nạn nhân xấu số rơi vào bẫy. Dù nhân vật không có nhiều đất diễn, nhưng Ellie Trần là một điểm nhấn thú vị cho bộ phim này. Bởi lẽ xung quanh vai diễn của cụ Hot Girl không chỉ là sự u ám của những linh hồn ẩn chứa đầy chết chóc ghê sợ, mà còn có một nàng ma gợi tình nóng bỏng. Đặng Thu Thảo, hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo khiến khán giả sợn tóc gáy với tạo hình hồn ma trong phim Hợp đồng Bắc Ma, bộ phim hài ma kinh dị trong mùa Tết 2015. Mỹ nhân gốc Cần Thơ đã can đảm hóa thân vào vai một ma nữ báo oán với tạo hình xấu xí, ghê rợn, ai nhìn cũng hoảng. Những chi tiết thú vị nhất trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki có rất nhiều điều cảm động và lý thú. Ngày 31 tháng 10, hàng trăm ngàn cặp mắt châu Á đều đổ dồn về Seoul để theo dõi đám cưới của cặp đôi đình đám Song Joong Ki và Song Hye Kyo.
đám cưới đã được diễn ra hết sức ngọt ngào mà ở đó tình yêu tình thân trở nên sáng chói. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thú vị để nhấm nháp lại vị ngọt mà cặp đôi song song đã đem đến cho chúng ta. Khoảnh khắc tình tứ nhất, nhiều người cho rằng trong lễ cưới, giây phút hạnh phúc nhất là chính cô dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyện, hay khi họ hôn nhau đánh dấu giây phút trở thành vợ chồng. Thế nhưng trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, chi tiết ấm áp nhất là lúc Song Joong Ki cầm lấy tay vợ yêu, hỏi han xem cô có lạnh không, rồi liên tục xoa tay làm ấm cho Song Hye Kyo. Có lẽ đây cũng chính là lý do Song Hye Kyo chọn Song Joong Ki làm chồng, không phải vì anh điển trai hay giàu có, mà vì anh trân trọng và nâng niu cô. Anh quan tâm ấm lạnh của cô, săn sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khoảnh khắc ấm áp nhất khi bố mẹ chồng đón nhận cô con dâu mới. Đối với mọi cô gái, ngày lấy chồng luôn tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, vừa vui vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng tình yêu đã đến bến bờ hạnh phúc, lo lắng vì con đường mới liệu có suôn sẻ chăng. Nhưng có lẽ với Song Hye Kyo, điều này có lẽ sẽ chẳng tồn tại. Bởi nhìn cách mà mẹ Song Joong Ki ôm lấy cô, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ thân thiết đầm ấm giữa họ. Và có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấm áp nhất buổi hôn lễ chăng. Giọt nước mắt của những người đàn ông nhà họ Song, ai cũng biết Song Hye Kyo chính là nữ thần trong lòng Song Joong Ki từ nhiều năm nay. Việc cưới được người con gái trong mơ của mình khiến anh hạnh phúc đến mức bật khóc ngay trong đám cưới. Có lẽ ngày hôm nay anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Không chỉ vậy, khán giả còn bất ngờ khi nhìn thấy cha của Song Joong Ki lau nước mắt khi hai con làm lễ tuyên thệ. Ông vốn được biết đến như một người cha giản dị hiền từ và khoảnh khắc đó càng cho thấy tấm lòng của ông bao la như thế nào. Cảnh dễ thương nhất, Song Hye Kyo chưa về nhà đã bắt nạt chồng. Một trong những hình ảnh dễ thương nhất trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki là lúc tập dượt các nghi lễ. Trong khi anh chồng tỏ ra nghiêm túc, có phần bồn chồn, thì Song Hye Kyo lại vui vẻ tạo không khí. Trong lúc nói chuyện, cô còn trêu chọc Song Joong Ki, khiến anh chàng trông có vẻ cam chịu. Khách mời nhí nhố nhất, đám cưới của cặp song song, nghiêm cấm truyền thông, vì vậy có rất ít hình ảnh được lộ ra. Trong đó, ảnh chụp tập thể sau khi lễ kết thúc là một trong những ảnh đẹp hiếm hoi. Ấy thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy biểu cảm khó đỡ của anh chàng. Ju A-in làm bức ảnh trở nên thú vị và hài hước hơn. Song Hye Kyo ném hoa cưới 2 lần. Trong đám cưới ở phần kết thúc, Song Hye Kyo đã tung hoa cưới cho các bạn của mình. Nhưng có lẽ do quá hồi hộp nên tân nương đã ném không tới, phải ném lại lần 2. Biểu cảm đáng yêu của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ thích thú. Cô nàng chột dạ vì tung trượt. Còn đây là cận cảnh chiếc nhẫn kim cương của Song Hye Kyo. Những danh hiệu Hoa hậu, Á hậu gây tranh cãi nhất Việt Nam, vốn là cuộc thi tìm kiếm gương mặt tài sắc, phẩm hạnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng những người đẹp đội trên đầu vương miện này hoàn toàn không thuyết phục. Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Dù muốn hay không thì trong suốt những ngày qua, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội không ai khác mà chính là nàng tân hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi, nhưng nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh lại không thuyết phục phần đông công chúng. Ngay sau đêm chung kết, những bức ảnh mà Ngân Anh tràn ngập lên mạng xã hội cùng những lời bình luận tỏ vẻ sửng sốt ngỡ ngàng. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao một nhan sắc bình thường, thậm chí thiếu hài hòa cân đối như vậy lại được chọn làm cô gái đăng quang. Không chỉ vậy, những thông tin về việc Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi cũng là điều gây tranh cãi. Bởi trong quy chế của cuộc thi đã công bố ngay từ đầu thì không chấp nhận việc thí sinh từng giao kéo. Thế nên không hiểu tại sao Ngân Anh có thể dễ dàng vượt qua vòng nhân trắc học và thẳng tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011 Ngọc Trinh. Tính từ thời điểm đăng quang cùng 6-7 năm, nhưng đến hiện tại, người ta cũng không gọi tên Ngọc Trinh kèm danh xưng hoa hậu, bởi quy mô và bản chất của cuộc thi này không mang giá trị hoàn cầu như tên gọi, mà thực chất chỉ là một cuộc thi ao làng theo cách ví von của nhiều người. Không những vậy, ngay tại thời điểm đăng quang, những scandal bổ vây cũng khiến Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của dư luận với những lời bình luận tranh cãi. Những hình ảnh, trát tán trên ba của Ngọc Trinh liên tục bị rò rỉ. Việc chỉ học hết lớp 9 và hàng loạt phát ngôn thật như đếm gây bão dư luận cũng khiến công chúng cảm thấy hai chữ hoa hậu quá sức với Ngọc Trinh. Đó cũng là lý do khiến rất ít người gọi cô gái này là hoa hậu mà chỉ có danh xưng nữ hoàng nội y theo cô từ lúc lập nghiệp đến giờ.
Còn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu, sau một vài mùa giải cũng tai tiếng không hề kém Ngọc Trinh đăng quang, thì đã chuyển tên thành Người Việt Hoàn Cầu, mở rộng sân chơi cho cả quý ông và quý cô. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, cuộc thi này cũng không còn được ai chú ý đến nữa. Dù không bị ném đá vì ngoại hình, nhưng tính chất cuộc thi ao làng cũng khiến ngôi vị của Ngọc Trinh gây tranh cãi. Á hậu phu nhân Thế giới Người Việt 2012, danh hài Thúy Nga. Ngay từ khi thông tin danh hài Thúy Nga tham gia một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu đã khiến rất nhiều người sững sờ và sửng sốt. Bởi lẽ cô chỉ sở hữu một chiều cao khiêm tốn dưới 1m6 và gương mặt mang đậm chất sân khấu hài của Thúy Nga cũng được đánh giá là không phù hợp với việc thi hoa hậu. Thế nhưng, với những hạn chế mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy đó, Thúy Nga vẫn tiến vào chung kết và đạt được thành tích đáng kể tại cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà này, với giải Á hậu và giải thí sinh tài năng. Ngay sau đó, cuộc thi cũng tiếp tục dính phải những lùm xùm và cáo buộc liên quan đến việc mua bán giải. Đồng thời, tư cách của cha đẻ cuộc thi này, ông Minh Chánh cũng vướng phải không ít thị phi đàm tiếu. Cuối cùng, vẫn chung số phận với Ngọc Trinh, cho đến thời điểm này cũng không ai gọi Thúy Nga là Á hậu. Việc Thúy Nga đăng quang Á hậu cũng khiến nhiều người bàn tán và tranh cãi.